Nam sinh lớp 10 bắt vợ dọc đường Du Xuân gây xôn xao, công an kịp thời đến giải cứu thiếu nữ. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng đến giải cứu bé gái đang bị bắt vợ theo hữu tục địa phương, đồng thời lập biên bản để có chế tài xử lý nam thanh niên bắt vợ giữa đường. Ngày 8 tháng 2, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung một thiếu nữ bị bắt vợ theo hữu tục của người vùng cao trước sự chứng kiến của nhiều người. Cụ thể đoạn clip cho thấy, một bé gái dân tộc liên tục bị một nam thanh niên kéo, giật tại nơi đông người dù cô bé phản kháng nhưng những người xung quanh không can ngăn hỗ trợ sau đó một cán bộ công an đã có mặt giải cứu em theo người đăng tải clip cho rằng thiếu niên đang bắt vợ theo hủ tục của địa phương qua tìm hiểu được biết sự việc xảy ra tại xã bà vi huyện mèo vạc tỉnh hà giang theo lãnh đạo xã vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày sáng nay mọi người đi du xuân qua địa bàn xã thì xảy ra vụ việc trên chính quyền khi đó nhận tin báo nên lập tức cử cán bộ công an xã xuống xử lý vị lãnh đạo xã thông tin vị này cũng cho biết nam thiếu niên và bé gái đều là người ở xã khác sau vụ việc chính quyền xã đã triệu tập bạn nam để làm rõ và lập biên bản củng cố hồ sơ để xử lý theo vị lãnh đạo này cho biết hủ tục bắt vợ đã có từ xa xưa chính quyền thời gian qua rất tích cực tuyên truyền nhắc nhở người dân không thực hiện hủ tục trên các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé